Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Top Sao Hoa. Và ngày hôm nay có những thông tin gì đáng chú ý mà không thể bỏ lỡ? Ngay bây giờ hãy cùng với chúng mình tìm hiểu nhé. Mới đây thì CCTV đã chia sẻ một danh sách đề cử những bộ phim tiên hiệp được cho là hấp dẫn và đáng xem nhất mọi thời đại. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng điểm tên của những bộ phim này nhé. Thứ nhất, Tiên kiếm kỳ hiệp. Tiên kiếm kỳ hiệp được phát sóng vào năm 2005 là khởi nguồn của những bộ phim tiên hiệp. Với cốt truyện xúc động, dàn cast lung linh đẹp mắt cùng với các hiệu ứng tinh tế, bộ phim đã gây chấn động ngay khi được ra mắt. Điểm Duban của phim lên tới 9.0, một số điểm vượt trội mà chưa tác phẩm nào vượt qua được dù đã hơn 15 năm trôi qua. Thứ hai, Tiên kiếm kỳ hiệp 3. Tiên kiếm kỳ hiệp 3 không quá kinh điển như phần 1 nhưng vẫn đủ khiến khán giả say mê bởi những tình tiết xoay vần và diễn xuất đầy linh khí của Lưu Thi Thi, Dương Mịch, Đường Yên. Phim từng giành được giải thưởng đóng góp về xếp hạng của Liên hoan phim truyền hình Tứ Xuyên. Thứ ba, Hoa Thiên Cốt. Hoa Thiên Cốt chính thức ra mắt khán giả vào năm 2015 là một bộ phim truyền hình tiên hiệp nữ cường nổi tiếng của làng phim Hoa ngữ. Triệu Lệ Dĩnh đã có một màn thể hiện hoàn hảo khi hóa thân vào nhân vật Hoa Thiên Cốt. Tác phẩm này đã trở thành bộ phim truyền hình đầu tiên có hơn 20 tỷ lượt xem và lọt vào danh sách rút gọn cho giải thưởng phim truyền hình xuất sắc nhất. Ngoài ra thì đây cũng là bộ phim mang về cho sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh giải nữ diễn viên chính được khán giả yêu thích nhất. Thứ tư, Tam sinh tam thế thập lý đào hoa. Dương Mịch có thể nói là một nữ diễn viên vô cùng chăm chỉ đóng những phim về đề tài cổ trang tiên hiệp, liên tục cho ra đời những tác phẩm xuất sắc. Sau Tiên kiếm kỳ hiệp 3, Cổ kiếm kỳ đàm, Dương Mịch tiếp tục mang đến cho khán giả Tam sinh tam thế thập lý đào hoa. Bộ phim đã lập kỷ lục mới về lượt phát sóng trực tuyến, giúp nàng tiểu hoa thăng hạng đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp. Thứ năm, Thần tịch duyên. Sau khi Dương Mịch thành công vang dội với Thập lý đào hoa thì những phần tiếp theo của bộ Tam sinh tam thế nhanh chóng được phát triển. Thần tịch duyên do Ngây Ni đóng chính nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các mọt phim. Tuy chỉ phát sóng trên mạng nhưng điểm Duban cũng khá cao, lên đến 8.4 điểm vượt qua cả Thập lý đào hoa. Thứ sáu, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Lưu Ly Mỹ Nhân Sát cũng đạt được thành công lớn. Sau bao nhiêu năm gia nhập làng giải trí, Thành Nghị và Viên Mặc Nghiên cuối cùng có cho riêng mình một tuyệt phẩm. Điều đáng nói có lẽ vì hạn chế về không gian nên CCTV đã không đề cập đến Hương Mật Tựa Khói Xương do Dương Tử và Đặng Luân đóng chính. Bộ phim đã từng rất nổi tiếng, giành được giải thưởng phim truyền hình nước ngoài được yêu thích nhất tại Liên hoan phim quốc tế Seoul lần thứ 14. Lý giải về điều này, nhiều cư dân mạng cho rằng Hương Mật Tựa Khói Xương thua cuộc trong lần đề cử này là điều dễ hiểu, vì so với 6 bộ phim trên thì phim của Dương Tử nói về tình yêu quá nhiều, không đủ để gọi là một bộ phim tiên hiệp. Bạn nghĩ sao về danh sách đề cử này của CCTV và đâu là bộ phim bạn yêu thích nhất? Và đừng quên để lại bình luận ở phía dưới comment nhé! Cảm ơn bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Top Sao Hoa. Mọi ý kiến đóng góp, xin mời bạn để lại ở bên dưới phần bình luận của video này để chúng mình có thể kịp thời giải đáp bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.